chào các bạn này. Đây này, các bạn thấy công trường không? Rực rỡ không? Tôi đang vào tôi sửa máy các bạn. Và sửa máy, kiểm tra máy ở khu vực này. Đây này, trình nào dã man nhỉ. Các bạn thấy không? Công trường nó làm tưng bừng này mà. Công trường nó làm này thì mới có còn việc làm cho anh em các bạn ạ. Các bạn thấy không? Công trường làm tưng bừng luôn các bạn ạ. Trường ở đây họ đang làm rất là to các bạn ạ, nên là anh em rất may là công trường có công trường để anh em có công việc, có rất nhiều công nhân đúng không ạ. Đây, đây là công trường của cái công ty này này. Cái năm 2023 này khó khăn các bạn ạ, việc rất là ít, những cái số công trường mà nó to mà nó hoạt động như thế này được là không nhiều đâu các bạn ạ. Đó, cho nên là may mắn là có công trường anh em thợ mới có việc. Cảm ơn anh nhá. Ra vào cổng đây mất tiền các bạn ạ. Công trường này là do một đội anh em xã hội người ta khai cổng ấy, nên là người ta làm phối hợp với công trường, cho nên là ra vào phải có phải mất tiền thì người ta mới cho ra vào các bạn ạ. Chào các bạn nhé, thì để vừa các bạn xem cái video mà tôi vào công trường lấy máy ra sửa ấy. Thì tôi làm công trường cũng phải đến 13-14 năm để sửa máy công trường rồi. Còn đi làm xây dựng thì cũng đã làm từ năm 2010 các bạn ạ. Hôm nay là 2023 thì còn 13 năm. Những cái máy mà tôi xây hay sửa hay làm thì đa số là những các công ty như 79, công ty Thành An là hay làm nhiều nhất, sửa những cái máy ví dụ như máy bơm, máy khoan, máy hàn cắt, một số máy uốn, máy cắt. Đó. Thế thì công ty vừa rồi tôi vào đấy là một trong những công ty mà tôi cũng sửa, cũng chúng tôi được có một vài năm. Công ty này cũng hay làm các công trình to các bạn. Đó. Làm công trường thì cũng khá là vất vả, nắng. Đôi khi phải làm trực tiếp ở trên công trường luôn các bạn ạ, chứ cũng không phải làm, có những lúc phải lấy được máy về nhà làm, nhưng có lúc phải mang làm trực tiếp tại công trường, cho nên là lắng nôi hơi vất vả một chút. Đấy.
các bạn vừa thấy công trường họ làm rất là tấp nập, rất là vội vã vì cái số lượng công nhân họ làm rất là đông. Công trường như là chiến trường các bạn. Rồi chào các bạn nhá. Tôi sẽ dừng video ở đây, quay cho các bạn xem công trường nắng gió vất vả thế nào.